Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp của Kisato Thanh Hóa. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963 459 288 hoặc 09892 22620. Hôm nay Kisato xin giới thiệu đến các bạn mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật của gia chủ Hà Văn Chiến có địa chỉ tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tiến hành khảo sát hiện trường khu đất có diện tích 450m2, lắng nghe và thấu hiểu một cách sâu sắc những mong muốn của gia chủ, chúng tôi đã thiết kế mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật và bố trí các phòng một cách hợp lý và khoa học cho gia chủ. Công năng của ngôi nhà như sau. Công năng tầng 1, một phòng khách 49m2, một bếp ăn 9,3m2, hai phòng ngủ thường 10m2 và 11m2, một nhà vệ sinh chung 3m2. Diện tích mặt bằng tầng 1 là 420m2, trong đó ngang 21,8m, sâu 19,2m và cao 4m. Công năng tầng 2, một không gian đệm 20,4m2, một phòng thờ 10m2, bốn phòng ngủ thường một phòng 9,2m2, hai phòng 10m2 và một phòng 17,2m2, một nhà vệ sinh chung 4,5m2. Diện tích mặt bằng tầng 2 là 420m2, trong đó ngang 21,8m, sâu 19,2m và cao 3,6m. Ngôi biệt thự 2 tầng mái Nhật là sự kết hợp độc đáo giữa vẻ đẹp hiện đại, trẻ trung, năng động của thành thị và vẻ yên bình, chất phác của thôn quê. Với việc sử dụng tông màu trắng mang đến dáng vẻ thanh lịch trang nhã, kết hợp cùng xanh than của mái Nhật đem đến bức tranh vô cùng hài hòa và nổi bật toát lên sự sang trọng, đẳng cấp. Mẫu biệt thự với những đường nét đơn giản được lược bỏ những chi tiết rườm rà nhưng vẫn mang đến vẻ đẹp tinh tế, khỏe khoắn và mạnh mẽ. Điển hình là hệ thống cột trụ vuông vức và vững chãi nâng đỡ toàn bộ công trình bề thế, uy nghi. Ngoài ra, bậc ngũ cấp cao giáo được đánh giá là hợp phong thủy mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Toàn bộ bậc thềm lát đá hoa cương sẫm màu tạo nên sự sang trọng, lộng lẫy. Ban công tầng 2 sử dụng lan can con tiện bê tông trắng sứ toát lên sự đẳng cấp kết hợp cùng hệ đèn ẩn trần tạo không gian lung linh, huyền ảo. Xung quanh còn được các kiến trúc sư trang trí thêm những bồn hoa đa sắc màu đem đến không khí tươi mới, mát mẻ giúp gia chủ cảm thấy thư thái mỗi khi đặt chân về ngôi nhà của mình. Cửa chính và cửa phụ sử dụng cửa pano gỗ kính mang đến sự riêng tư, kín đáo cho gia chủ. Chất liệu gỗ tự nhiên đem lại cảm giác thân thuộc và gần gũi, được xử lý qua các công nghệ hiện đại có khả năng chống ồn, chống cong vênh mối mọt, góp phần gìn giữ vẻ đẹp của ngôi nhà luôn trường tồn cùng thời gian. Bên cạnh đó, việc bố trí hệ thống cửa sổ vuông và mái vòm xen kẽ, cách điệu mang đến sự độc đáo, không gây nhàm chán, tạo cảm giác thông thoáng và rộng rãi. Kính được tận dụng tối đa, có khả năng thu hút lượng ánh sáng tự nhiên chiếu khắp căn phòng, tạo năng lượng tích cực tràn đầy sức sống. Đồng thời, chất liệu này cũng rất dễ dàng vệ sinh hơn. Ngôi biệt thự 2 tầng lựa chọn kiểu mái Nhật đang rất được ưa chuộng. Mái có độ thoải, thoát nước tốt, đồng thời tạo không khí mát mẻ cho ngôi nhà. Mái Nhật sử dụng cho các phần mi cửa sổ tránh tình trạng hắt nước vào những ngày mưa, đồng thời tạo nên tổng thể đẹp mắt. Mái Nhật sử dụng khiến tổng thể mẫu biệt thự trở nên khỏe khoắn và bắt mắt hơn. Bên cạnh sự độc đáo về công năng thì ngoại thất cùng hệ tiểu cảnh được các kiến trúc sư của Kisato tạo ra quanh nhà. Hệ tiểu cảnh làm sống dậy các thiết kế nhà, hơn thế nữa chúng còn tạo ra không khí trong lành tới gia đình anh Chiến. Từ bản thiết kế cho tới khi bàn giao công trình, gia đình anh Chiến đều rất hài lòng với không gian mà Kisato tạo ra cho gia đình anh. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật đẹp của gia chủ Hà Văn Chiến tại Thanh Hóa. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963 459 288 hoặc 09892 22620. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ nhà đẹp tiếp theo.